tuổi xây nhà, ngày tháng làm nhà năm 2020 theo tam sát. Xưa các cụ nhà ta có câu, muốn phú thì tu thái tuế, muốn quý thì tu tam sát. Vậy tam sát là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh của ngôi nhà chúng ta? Mời các bạn hãy cùng đón xem video nhé! Thể theo nguyện vọng của khán giả yêu thích chương trình Phong thủy của Phong thủy May mắn, hôm nay Phong thủy May mắn xin giới thiệu đến các bạn một thế sát cực kỳ nguy hiểm, nó chỉ đứng sau thái tuế. Sau khi được khán giả yêu cầu, Phong thủy May mắn đã liên hệ với một thầy phong thủy cao nhân bậc nhất ở Hà Nội nói về vấn đề này. Thầy bảo tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất cả sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Theo Vĩnh Cổ Thông Tư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn, khi kiếp sát, tài sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi tam hợp. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tài sát và tuế sát. Dần, ngọ, tuất hợp hỏa cục, hỏa vượng ở phương chính nam, xung với phương chính bắc, hợi Tí Sửu. Ấy là phạm tam sát, hợi phạm kiếp sát, tí phạm tài sát, sửu phạm tuế sát. Hợi mão mùi hợp mộc cục, mộc vượng ở phương chính đông, xung sát với phương chính tây, thân dậu tuất. Ấy là phạm tam sát, thân phạm kiếp sát, dậu phạm tài sát, tuất phạm tuế sát. Tý, Dậu, Sửu hợp kim cục, kim vượng ở phương chính tây, xung sát với phương chính đông, Dần, Mão, Thìn. Ấy là phạm tam sát, Dần phạm kiếp sát, Mão phạm tài sát, Thìn phạm tuế sát. Thân Tý, Thìn hợp thủy cục, thủy vượng ở phương chính bắc, xung sát với phương chính nam, Tị, Ngọ, Mùi. Ấy là phạm tam sát, Tị phạm kiếp sát, Ngọ phạm tài sát, Mùi phạm tuế sát. Có thể tóm gọn lại trong câu khẩu quyết như sau: Dần, Ngọ, Tuất sát bắc, Tân, Tý. Có thể tóm gọn lại trong câu khẩu quyết như sau: Dần, Ngọ, Tuất sát bắc, Thân, Tý, Thìn sát nam, Hợi, Mão, Mùi sát tây, Tị, Dậu, Sửu sát đông. Ví dụ năm 2019 kỷ hợi cổ tam hợp là hợi mão mùi thì tam sát là thìn dậu tuất. Năm 2020 canh tí bộ tam hợp thân tí thìn thì tam sát tại tị ngọ mùi. Năm 2021 tân sửu bộ tam hợp tị dậu sửu thì tam sát tại dần mão thìn. Năm 2020 nhâm dần, bộ tam hợp là dần ngọ tuất thì tam sát tại hợi tí sửu. Vậy, chúng ta có 3 bộ tam hợp tương ứng với 3 bộ tam sát theo bảng như sau. Tam hợp thân tí thìn tương ứng với tam sát tị ngọ mùi. Tam hợp dần ngọ tuất tương ứng hợi tí sửu. Vậy, chúng ta có bộ 3 tam hợp tương ứng với 3 bộ tam sát theo bảng như sau. Tam hợp thân tí thìn tương ứng với tam sát tị ngọ mùi. Tam hợp dần ngọ tuất tương ứng với tam sát hợi tí sửu. Tam hợp tị dậu sửu tương ứng với tam sát dần mão thìn. Tam hợp hợi mão mùi tương ứng với tam sát thân dậu tuất. Hướng dẫn cách luận đoán phương vị tam sát lưu niên. Tam sát lưu niên còn gọi là niên tam sát, tam sát theo tháng gọi là nguyệt tam sát. Còn con giáp phạm sát tức là tuổi phạm tam sát.
Người ta sẽ dựa vào địa chi của năm hay tháng để xét đoán phương vị tam sát, cụ thể như sau. Năm Dần, Ngọ, Tuất thì phương chính bắc là niên tam sát. Năm Thân, Tý, Thìn thì phương chính nam là niên tam sát. Năm Hợi, Mão, Mùi thì phương chính tây là niên tam sát. Năm Tỵ, Dậu, Sửu thì phương chính đông là niên tam sát. Tương tự như vậy với nguyệt tam sát. Những hung họa mà tam sát mang lại, phong thủy mỗi năm mỗi khác, phương vị phong thủy các hung cũng sẽ thay đổi theo lưu niên. Khi xét đoán phương vị xung sát của từng năm, phương vị tam sát là phương vị ngũ hoàng sát đều được coi là phương xung sát, nên tĩnh không nên động. Đó là vì nếu xung đột với các phương vị này thì sẽ gây ra nhiều điều bất lợi với vận trình năm của gia chủ. Phạm tam sát có thể khiến cho những tai họa bất ngờ xảy ra, người nhà ốm đau liên miên, tiền bạc hao tổn, gây những xung đột lên đến mức nghiêm trọng. Phương vị tam sát nên tĩnh, không nên động, kiên kỵ tiến hành động thổ, san sửa. Cửa chính, phòng làm việc, phòng ngủ không nên mở hướng về phương vị tam sát lưu niên. Bàn làm việc, giường ngủ cũng không nên đặt ở vị. Giường ngủ, bàn làm việc, giường ngủ cũng không nên đặt ở phương vị tam sát trong phòng. Cách hóa giải tam sát như thế nào? Với những nguy hại mà tam sát mang tới, chúng ta nên tìm hiểu ngay về cách thức để hóa giải tam sát. Theo đó, muốn hóa giải tam sát hiệu quả thì trước hết phải nhớ rằng không được động thổ, kích hoạt hay gây tác động khiến cho phương vị tam sát của năm hay tháng bị xáo trộn. Nếu tam sát ở phía tọa của gần nhà thì càng phải cẩn thận hơn. Nếu có việc quan trọng cần tiến hành, bắt buộc phải động đến tam sát vị thì cần lưu ý tránh hướng chủ tam sát, đồng thời bố trí một số vật phẩm phong thủy hóa sát để hóa giải cục diện này. Nếu phương vị tam sát có chạm điện, máy nổ, cột điện hay nhà hoang đổ nát hay nhà bên cạnh có việc động thổ, sửa chữa, đập phá thì cần phải lưu ý để tìm cách hóa giải hung vận. Qua cách tính phương vị tam sát có thể thấy rằng nó tương khắc với ngũ hành lưu niên. Có thể dùng bùa bắt quái ngũ hành dán ở cửa những căn phòng chính trong nhà như phòng ngủ, phòng khách. Có thể dùng bùa bắt quái ngũ hành dán ở cửa những căn phòng chính trong nhà như phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc để trấn trạch, giữ bình an cho mọi người trong nhà. Bùa bát quái ngũ hành có thể thúc đẩy sự luân chuyển năng lượng ngũ hành, cân bằng trường khí âm dương, điều chỉnh luồng khí âm dương ngũ hành, từ đó hóa giải những nguy hiểm mà tam sát mang tới. Thuyết phong thủy có nói, tam sát vị nên hướng, không nền tọa. Tuy tọa tại tam sát vị sẽ khiến cho vận trình sa sút, nhưng nếu hướng chủ tam sát thì có thể hóa giải cùng vận. Phản bại thành thắng, xu cát tị hung, tăng thêm tài khí. Vật phẩm phong thủy để hóa giải tam sát và ngũ hoàng lưu niên nên dùng đồ đồng, ví dụ như tiền đồng đã khai hoang, hồ lô phong thủy bằng đồng đã khai hoang. Nếu như chỗ ngồi làm việc của bạn tọa tại tam sát vị hay sofa vừa khéo đặt tại phương vị này thì tốt nhất không nên dịch chuyển sang vị trí khác mà nên đặt tại đây một đôi kỳ lân bằng đồng để giảm nhẹ những luồng khí xung quanh. Còn nếu cửa chính phạm tam sát thì cũng có thể đặt tượng kỳ lân ở đây để chuyển họa thành phúc. Với vị trí này nên đặt kỳ lân với số lượng 3 con là tốt nhất. Nếu như chỉ có 1 hay 2 con kỳ lân thì hiệu quả sẽ giảm bớt. Nếu không thuận tiện thì có thể đặt 3 con kỳ lân cạnh nhau trong nhà hoặc trên bàn để đầu kỳ lân hướng ra cửa. Trong phong thủy, kỳ lân có tác dụng trấn trạch, chiêu tài hóa sát, giúp gia chủ tiêu tai giải nạn. Thúc tài thăng quan, vượng nhân đinh, tốt cho tình duyên.
Nếu gia chủ không đủ điều kiện rước kỷ lân về nhà thì có thể treo hai bức tranh kỷ lân lên cửa. Ngoài ra có thể trồng bên ngoài cửa phía bên trái một cây. Ngoài ra có thể trồng bên ngoài cửa phía bên trái một cây thân gỗ để giúp hấp thu bớt luồng khí hung sát, hóa giải bớt vận hạn cho gia chủ. Tượng sư tử cũng có khả năng khắc chế tam sát, nhưng sư tử thuộc tính hung hãn, chỉ nên đặt ngoài sân, ngoài cửa nhà mà thôi. Các tòa nhà hay cửa hàng thích hợp để đặt tượng sư tử, với nhà riêng thì thường không nên dùng. Tam sát vị kỵ tọa, không kỵ hướng, kỵ tu sửa, động thổ. Nếu phạm phải thì người nhà dễ gặp tai nạn hay đau ốm thường xuyên. Nếu như tam sát vị nằm ở nơi ẩm thấp hay có nước như ao hồ sông suối thì có thể dùng tượng lưu quy bằng đồng để hóa giải. Lưu ý rằng khi đặt tượng long quy thì đuôi của long quy phải hướng về tam sát, còn đầu quay vào phía trong. Nếu gia chủ không có điều kiện để bài trí các vật phẩm phong thủy như trên hoặc tam sát vị không ảnh hưởng quá nhiều thì có thể đặt một chậu nước sạch ở bên ngoài phòng tại phương vị tam sát, cũng sẽ làm giảm nhẹ những tác động nguy hại của nó. Phong thủy may mắn đã trình bày đầy đủ và rõ ràng từ tam sát là gì và những ảnh hưởng trực tiếp của tam sát đến ngôi nhà của bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được video mới nhất mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.